Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm da heo cháy tỏi ớt ha. Thì mình cũng có là da heo mình mua là 1 kg các bạn. Thì mình mua về là mình cũng đã rửa, mình cạo cho nó sạch lông nè, với lại cạo cho cái phần da mà nó bám mà nó hơi đen á, cho nên là mình phải cạo, mình trụng nước sôi rồi mình rửa muối và mình sẽ rửa thêm cái phần chanh nữa, để giúp cái da heo của mình cho nó sạch, với lại nó khử cái mùi hôi của thịt ha. Với lại mình cũng có là một ít muối. Ớt bột thì mình sử dụng là 1 muỗng ăn cơm và tương ớt, 2 muỗng ăn cơm nước mắm. Gia vị thì mình cũng có là nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê hạt nêm. Với lại mình cũng có là 1 muỗng ăn canh đường. Còn đây là mình cũng có 4 tép hành tím, củ tỏi và 2 trái ớt. Thì bây giờ trước tiên á, là cái phần da heo này thì mình sẽ đem mình đi luộc trước nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị cái nồi nước. Nồi nước này á, là mình chưa có nấu sôi gì hết nha các bạn. Thì mình sẽ để vào đây một ít muối. Rồi sau đó thì mình sẽ để củ hành tím á, mình sẽ để vào. Rồi sau đó thì mình để cái da heo này á, mình vào mình trụng. Mình trụng cho cái da heo này cho nó chín chín nha các bạn. Da heo này á, mình mua mình làm mà chiên cháy tỏi như vậy á, thì mình mua dạng da heo mà miếng lưng á các bạn. Thì mình sẽ làm ra nó có cái miếng bự như vậy thì mình sẽ làm á, nó sẽ ngon hơn. Chứ mình đừng có mua mấy cái miếng cái phần như là phần đùi hay gì đó thì cái da của nó không có ngon, nó không có ngon bằng mình làm cái phần lưng. Rồi bây giờ mình sẽ trụng cái phần da heo này cho nó chín, rồi sau đó thì mình sẽ vớt ra rồi mình sẽ làm tiếp nha. Da heo ấy, bây giờ nó cũng đã chín rồi các bạn. Thì bây giờ mình cũng dùng chiếc đũa nào mình xăm thử cho các bạn xem ha. Rồi, da heo của mình nó lủng rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra rồi mình sẽ rửa cho nó sạch lại, cho nó bớt cái nhựa của mỡ đó các bạn. Mình vớt ra rồi sau đó thì mình rửa xong đó thì mình đem lên nhà trên đó là mình sẽ tiến hành là mình sắt luôn ha. Da heo thì mình rửa xong rồi mình cũng để cho nó ráo nước rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ căng cái phần da heo này nè, cho nó đều ra, cho nó bự bự ra. Rồi sau đó thì mình dùng mấy cái cây xiên que này nè, cái mình xăm như vậy. Đặng khi mà một hồi mình phơi á, đặng cho thứ nhất là nó mau ráo, thứ hai nữa thì mình ướp gia vị nó cũng sẽ thấm nữa các bạn. Đó. Ở nhà bạn các bạn mà có cây xăm á, thì mình xăm cũng vẫn được. Còn nhà mình thì không có cây xăm thì mình dùng mấy cái cây que như vậy. Thì mình xăm nó cũng dễ nữa. Thì mình xăm xong miếng nào thì mình cắt luôn miếng đó nha các bạn. Như các bạn thấy cái miếng chỗ này nè, nó còn mỡ nè, thì mình lạng ra mình bỏ bớt đi. Chứ để nhiều khi mình để cái phần mỡ á, thì mình ăn, mình chiên nó cũng không ngon nữa. Mình lạng cái phần mỡ này ra cho nó bỏ bớt. Rồi sau đó thì mình sẽ mình muốn ăn cái miếng á, như thế nào thì mình sẽ cắt nha các bạn. Giống như giờ mình sẽ cắt miếng này trước đi. Thì mình sẽ cắt cái miếng cũng vừa phải như thế này. Mình cắt nhỏ nhỏ ra trước, một hồi mình sẽ cắt lại thêm một lần nữa nha. Giống như cái bề á, là mình muốn ăn cái bề nó bao lớn thì mình sẽ cắt. Đây, bây giờ các bạn thấy nè, cái bề cho nó dài ra như vậy nè. Thì mình sẽ cắt nhỏ lại. Cái này nó quắn lại, mình hơi khó cắt. Rồi, bây giờ là mình sẽ cắt nhỏ lại như thế này ha. Rồi mình chiên á, mình phơi nó cũng mau khô nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ để riêng qua trong cái thau này, một hồi mình sẽ ướp gia vị. Cái này mình thấy nó hơi nhỏ thì giờ mình sẽ cắt ra làm hai. Cắt ra làm hai lại như vậy là được rồi. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình làm như vậy cho đến hết nha.
Thì bây giờ là mình sẽ cho cái phần muối nè, mình sẽ cho vào hết luôn ha, với lại ớt bột mình cho vào luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn đều lên, rồi sau đó thì mình sẽ đem mình phơi nha. Mình phơi, mình thấy nếu mà nắng gắt á, là mình phơi chừng một nắng thôi là cái da heo của mình là nó khô rồi các bạn. Còn nếu mà trời mà không có nắng á thì mình phơi chừng một nắng rưỡi hoặc là hai nắng, để giúp cho cái da heo của mình á cho nó khô. Nó khô á thì mình chiên á là cái da nó mới bong lên nha các bạn. Nếu mà còn ướt như vậy mình chiên á thì nó sẽ không có bong. Mình chỉ ướp là cái phần muối với lại ớt bột thôi. Còn cái gia vị kia một chút xíu á, khi mà mình chiên á thì mình sẽ làm cái phần gia vị sau nha. Giờ mình sẽ bóp cho nó cái phần muối với lại ớt bột này cho nó đều, và sau đó thì mình sẽ đem mình đi phơi luôn. Thì mình cũng chuẩn bị cái xè á, thì bây giờ mình sẽ chải cái phần da heo này ra thì mình sẽ phơi nha các bạn. Mình phơi cái da heo này cho nó khô, thiệt là khô luôn. Mình nhớ là mình chải ra cho nó đều như vậy nè. Và mình phơi á thì nó sẽ mau khô hơn. Trời ở ngoài thì đang nắng gắt lắm các bạn. Mình phơi chừng một nắng là da heo của mình nó sẽ khô rồi. Mình sẽ lấy cái khăn dễ mùng nè, cái mình đậy lại tận mình phơi á, tránh gì khi có bụi này kia nọ đó các bạn. Rồi, thì mình phơi á, khi nào mà da heo của mình nó khô á thì mình sẽ đem vào mình chiên nha. Da heo á là mình cũng phơi á là một nắng nè các bạn, bây giờ nó cũng khô như vậy nè, lúc đó là mình chiên mới được nha. Thì mình cũng bắt cái chảo dầu lên rồi, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối ha. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy lên, rồi mình sẽ để da heo vào mình chiên nha. Rồi bây giờ là mình sẽ chiên lần ít như vậy nè các bạn. Mình để một lửa cho nó cao luôn, chứ không có phải cần giảm lửa nhỏ gì đâu các bạn. Dầu giờ nó nóng dữ lắm, da heo giờ nó cũng khô rồi, thì mình chiên là một chút xíu là cái phần da heo mình nó sẽ bong lên. Từ từ nó sẽ bong lên. Rồi đợi cái phần dầu á, cái da heo cho nó thấm cái phần dầu rồi á thì cái nó sẽ bong, nó sẽ nở cái da heo của mình lên các bạn. Đó các bạn thấy bây giờ cái dầu nó đã nóng rồi nè ha. Đó. Cái da heo của mình bây giờ nó đang bong từ từ nè. Đó ha, các bạn thấy nó đang bong từ từ nè ha. Nó bong phùng lên luôn, lúc đó là cái da heo của mình nó giòn lắm luôn á các bạn. Cái này mình chiên á là mình để cái mực dầu á cho nó ngập cái phần da heo của mình, khi mà mình chiên á nó mới nổi lên, nó mới bong lên các bạn. Nó các bạn thấy cái da heo của mình nó bong lên bự không? Tại vì nó dầu nó đã chảy nóng rồi đó, cho nên nó là cái da heo nó bong lên đó. Khi nào mình chiên á mình thấy nó cái phần dầu mà nó không có còn nổ á, lúc đó da heo của mình á là nó đã giòn rồi đó các bạn. Nhìn nó ngon ghê à. Rồi bây giờ là mình cái việc là mình sẽ chiên cho mình thấy cái phần da heo của mình nó được, rồi mình sẽ vớt ra nha. Các bạn thấy nè, bây giờ cái phần da heo của mình á, mình chiên á là nó không còn răng nữa ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vớt ra luôn, đợi cho nó hơi dần dần chút xíu mình vớt ra luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vớt ra luôn ha. Mình vớt ra rồi á, cái mình để cái khác vào mình chiên tiếp. Các bạn thấy nó bong ra ra không? Nó nổi phùng lên. Rồi bây giờ là mình sẽ để vào mình chiên tiếp. Mình chiên lần ít ít thôi các bạn, mình đừng có chiên nhiều quá nha. Để cho cái phần dầu của mình á cho nó thấm. Nó thấm cho nó đủ cái độ nóng thì cái da heo của mình á nó sẽ dễ bong hơn. Mình chiên nhiều quá á là nó không có đủ độ nóng thì da heo của mình nó sẽ
chay. Rồi các bạn thấy cái dầu mà nó đủ nóng nè, đó mình để vô mới có chút xíu thôi là nó đã bông lên rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chiên, khi nào mà cái phần da heo của mình á nó không còn dăng thì mình sẽ vớt ra. Này mình chiên mình để cái mực lửa cho nó cao đại nha các bạn, mình không cần để mực lửa thấp đâu, tại mình chiên lửa cao như vậy này cái da heo của mình á nó mới có cái độ giòn nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cái phần da heo này cho đến hết nha. Da heo thì mình cũng đã chiên xong rồi nè các bạn, thì mình cũng để qua một bên ha. Thì bây giờ mình cũng chừa lại một ít dầu. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần gia vị nha. Mình sẽ cho tỏi ớt á, mình cũng băm sẵn nè. Rồi bây giờ là mình sẽ xới cái phần tỏi ớt này cho nó thơm lên. Mình làm cái này có ớt như vậy cho nó cay. Mình xấy cho cái phần tỏi ớt này cho nó hơi vàng vàng thơm thơm lên chút xíu. Rồi sau đó thì mình sẽ cho gia vị vào. Mình sẽ cho gia vị vào luôn ha, như muối, đường, tiêu, bột ngọt gì đó thì mình sẽ cho vào hết luôn, nước mắm. Đây là tương ớt, tương ớt mình cũng cho vào luôn. Và bây giờ là mình sẽ làm cho cái gia vị này cho nó tan ra, cho nó hơi sần sệt lại. Nó ngọt quá. Mình nếm thử coi nó có vừa ăn hay chưa nha. Nếu như thế là nó cũng có vừa ăn rồi đó các bạn. Mình nếm lại lần nữa, để nhiều khi cái dầu xong. Mình thấy nó hơi cứng tí xíu, mình sẽ nêm tí đường nữa nha. Mình giảm cái mật lửa cho nó nhỏ lại đi các bạn. Mình sẽ thêm một tí xíu đường nữa thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái gia vị này nè cho nó tan hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái da heo nè, mình sẽ cho vào luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ sắc ra, mình sắc cho cái da heo của mình á cho nó đều, cho nó thấm gia vị nha. Nhưng mà mình vẫn để ở trên bếp nha các bạn, đặng cho nó khô nó ráo luôn. Các bạn thấy cái da heo của mình nè, nhìn nó ngon ghê ha, thơm quá trời thơm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ xóc đều lại ha, xóc cho nó thấm gia vị hết. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn nha. Tắt bếp thì mình cũng đứng là mình xóc như vậy để cho gia vị nó sẽ thấm đều hơn các bạn. Các bạn thấy nè, cái da heo của mình nè, nhìn nó có hấp dẫn không? Nó chỉ có cái độ cay cay nhẹ nhẹ thôi chứ nó không có cay nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ nó đã xong rồi, thì bây giờ mình sẽ chờ cho nó nguội nguội tí xíu rồi mình vớt ra cái dĩa thôi. Da heo chiên giòn của mình á thì mình cũng đã là chiên xong hết rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức thôi, thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì Tết đến á thì mình cũng làm ra những cái món mà ăn vặt như vậy nè, nhiều khi mình nhâm nhi với bạn bè mình á cũng rất là tiện nha các bạn. Nhiều khi mình ăn thịt
cáo hoài á, thì nó sẽ ngán. Thì mình cũng có một dĩa mà da heo chiên giòn hoặc là khô mực mà mình ghim nước mắm hay là cái gì đó thì mình ăn nó cũng rất là tiện, mình lai gai nó cũng rất là ngon nữa. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử xem như thế nào nha. Các bạn thấy cái da heo của mình nó rất là giòn ha. Mình ăn nó thì nó có cái độ giòn à. Ăn nó thì nó có mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay và nó béo béo nữa các bạn. Tại vì cái da heo á mình chiên lên nó thì nó có cái độ giòn, mình ăn thì nó có cái độ béo của da, nó rất là ngon. Mình chiên nó thì nó hơi vàng, nhưng mà các bạn thấy cái màu á lên nó rất là đẹp nha. Đây là các bạn cái dĩa da heo của mình, nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè, ha, quá trời ngon luôn. Như cái món này là Nhâm Nhi cũng rất là ngon, ăn rất là hao. Cái món này là như mình đó thì mình không có nhậu, mình chỉ ngồi là mình chỉ phá mồi thôi các bạn. Còn mấy ông đàn ông thì cho mấy người đó nhậu cũng rất là ngon ha. Thì các bạn ơi, Tết đó thì mình cũng làm ra những cái món mà ăn vặt như vậy cho gia đình mình thưởng thức hoặc là cho bạn bè mình thưởng thức cũng rất là ngon nha. Thì video của mình là sẽ kết thúc ở đây. Thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.